ra đây. Phải em là ngay chưa chồng cho anh kề cận má hồng được không? Một ai em nói rằng không, bởi em là gái có chồng với một con. Em không nghe người ta nói sao? Người ta nói là thuốc ngon nửa điếu rằng ngon, bởi em là gái một rồi danh lam thắng cảnh cũng nhiều, phồn hoa đô hội
chậm nhiều nữa xe. Ba con ơi là để con đi xe, con xe ra rồi. Con xe nó ra rồi, con xe ra rồi. Tôi đây mà hô tiếp là hô tiếp con bài. Con gì nó ra đây? Chứ âu ơ ba trái âu ơ, chứ âu ơ ba trái âu ơ. Chim ăn hết hộp con. Con chớ ra rồi, chớ rẽ ra rồi. Mời bà con cô bác lắng lặng mà nghe, lắng lặng mà nghe là tôi nhớ con bài. Con gì nó ra đây? Ở bên này anh thương anh nhớ. Ngó bên kia ai cứ nhận nhớ. Căng tròn căng quý căng mờ, bao giờ chiếc sáo hẹn hò trao duyên. Là tuổi ni là tí với dặn nó khác e nhau. Vì tướng cô là cổ cái rừng sâu, anh kia thì chủ nhắc xanh e sao cho mình. Lời thầy mối nói rằng làm cho ta hiểu là ta thủ phát. Chứ nghe lời thầy mối nói sai, làm cho duyên lỡ chúng mà mãi ở kia lìa. Bông là con cờ đã tới. Xin được trân trọng kính mời quý vị có con cờ may mắn trên tay có ba chữ hương bông sơ trở về đây để đón nhận cái phần quà. Xin được trân trọng kính mời. Dạ xin được chúc mừng chú trở về đây để đón nhận cái phần quà. Rồi chính xác ba chữ hương bông sơ. Chú đã may mắn được một chúng được vào bài đầu tiên trong lần bữa hội đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời quý bà con, chúng ta hãy cùng tiếp tục với trò chơi dân gian chương trình bài trò hội. Xin được chân thành cảm ơn và chúc mừng chú. Và càng không quên cảm ơn những quý vị đang còn cầm những tấm thẻ bài. Và chúng ta sẽ đợi may mắn lần tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời.